Rồi, kính chào anh em tuyển thủ nha. Hôm nay là ngày 30 tháng 6, shop Hoàng Tiger xin là một lô cần 2 khúc và một cây 3 khúc cho anh em câu biển nha. Lô này hàng như đa số tất cả là khoan xít nha. Những cây này là tất cả là khoan xít, hàng này là hàng rất là đẹp. Rất dòng anh em câu biển. Đó, giờ em xin lên cho anh em. Thì cái lô này do cái vận cái chiều dài nó hơi dài thì cái phí ship sẽ là 80.000 một đơn nha anh em nha, từ 60 đến 80.000 một đơn. Em báo trước còn có phát sinh thêm thì em sẽ chịu, tại nhiều cây nó hơi dài. Thì đầu tiên mà là mã D1 của em là một cây đây 2m7, dòng này là dòng Alpha Tucker khoan xích lá nha anh em. Cây này là 2m7 đó, cho anh em là câu máy điện câu đấy. Đây, cái này là dòng cho anh em máy điện câu đấy nha, cấm là cấm lỡ 23 nha anh em. Đây nè, khoan buji xích lá đây, Alpha Tucker nó 2m7 nè, mắt in ra băng luôn nha anh em. Hàng này là hàng mắt in ra băng luôn đây, 2m7 đó, super đó. Cái này là cho anh em câu đấy, ngọn là nó đấy cái chừng 70-80m 100m quay đầu đó, cho anh em ở những cái vùng biển như Nha Trang rồi đó, câu đấy này lấy dòng này. Còn máy điện cũng được đó, giờ anh em lấy chế cần quấn như thế nào thì tùy anh em. Đó, chất liệu là carbon, quấn hoa văn kiểu ngày này rất là đẹp nha. Đây khoan buji xích lá. Rồi cái này có thông số là mã D1 nặng 370g, ngọn 23, giá là 1 triệu nha anh em. Kế tiếp là mã D2. Mã D2 là một cây do anh Nhật anh này nè. Nó làm nó quấn cái nó sơn cái ánh mà ánh bảy màu á, nhìn là đẹp không anh em. Nhìn gà nắng rất là nổi luôn. Cái này là do người Nhật chơi nha. Cái này giống như là hàng do tự nó làm mà để nó chơi đó anh em. Nha. Tự nó làm lên để chơi. Thì của mấy anh Nhật á, rảnh rỗi mà. Đó. Khoan buji xích lá luôn. Cái này là mềm cho anh em câu đáy luôn nha. Cái này câu đáy hay với lại câu mực được á. Với lại câu anh em câu thẻo mà câu câu cá làm cái thẻo dài 4-5 lưỡi á. Đó, để câu mấy con cá mà cá gì? Gọi là cá nục cá gì nó rất là ngon những cái này. Em nói sướng, cực kỳ sướng luôn. Bữa em cũng làm thử cái, em làm cái thẻo đó, em muốn lên 5 con 5 lưỡi thì cũng rất là sướng nha anh em. Đó, này mấy đứng mấy ngang đều được cho anh em nha. Rồi, cây mã D2 có chiều dài nào để em coi đo được. Này hàng của anh Nhật làm nên vậy, nó không có ghi thông số gì đó. Rồi. Mã D2 là một cây 3m nha anh em. Cây này là có chiều dài là 3m. Đó, nó bóng ánh cái cán này nó hơi bị chạy, thì anh em nếu mà chịu khó quấn, mình lấy một cái bàn con hay mình quấn cái cán này nè. Cái ruột cao su cũng được, mình quấn cái này là đẹp à nha anh em. Đó, đó bảy màu đó anh em là trơn để dành đó ánh. Rồi. Cái này là mã D2 nặng 327g, còn 2,5 ly, giá 900k. Khoan buji xích lá luôn nha anh em. Xích. Tới mã D3. Mã D3 là một cây Daiwa gì đây? Misaki 33m. Đó, cho anh em bún máy đứng máy ngang cũng được nha. Dòng này là dòng bún thẻo luôn. Khoan buji xích Blau Rider đây. Đây này, em chưa vệ sinh nha, lắm gần rảnh em vệ sinh chưa? Vệ sinh mấy cái khoen vậy. Nè, cái khoen nó đi. Lát. Cái này nè, anh em nếu mà đây em xin giới thiệu luôn. Cái chai này nè, anh em dùng để cho quấn inox nha. Giống như những cái khoen này bị ten đây. Đây nè. Đây nè anh em thấy không? Chịch trên miếng. Rồi, lấy cái bàn chải. Để xíu anh em chà xíu nè, em quấn này quấn rồi. Đúng ra tụi em là phải chà chút xíu cho nó thấm vô. Thấm vô chút xíu rồi tụi em mới đánh. Còn này là em thử nha, anh em nhìn nè. Đó nha, em chà nè, bắt đầu em chà nè. Nhìn nè cái khoen nè. Hồi nãy là nó hơi ten nha. Em chà cho anh em coi. Cái này là em chỉ em nói chỉ anh em đó cái dụng cái sản phẩm đó đó để đánh anh em, mà nếu khoen mà bị ten á, mua cái sản phẩm này có vài đó để mình vệ sinh khoen. Đó. Mình chà vậy nè, bàn chải này bàn chải sắt nha, sắt mềm vậy nè. Đánh nó không bị hại khoen. Đó. Rồi. Là em mới vệ sinh sơ thôi nha. Đó này em lau lên cho anh em coi. Nè. Hồi nãy là nó xanh luôn phải không? Giờ nè. À, anh em thấy không? Mới tin nè, thấy không? Đó. Đó, anh thấy không?
Đó. Đây nó còn bị chút nè, lấy tay khều khều nó ra. Đó. Đó anh em thấy không? Đó là chai này nè. Nếu mà anh em sử dụng khoen thì để chai này. Ủa, bạn chả gì? Có những cái khoen nào bị ten ten á, giống như cái bát máy mình bị ten ten đi, ví dụ đi. Nè. Đó, bát máy nó bị ten ten phải không? Để vừa đánh đánh miếng. Vô. Đó. Đánh đánh lên cái là xong à. Lau sơn cái lụm. Nè. Lau sơn cái bóng lưỡng nè anh em. Đó, thấy không? Này nó ra tan đen thui nè. Đó, bóng lưỡng luôn. Rồi. À, em chỉ vậy thôi. Rồi kế tiếp là mã D3, mã D3 nặng 380g, ngọn 2.7, giá là 1.3 nha. Nha, của Daiwa, khoen này là khoen Buji Six Long Rider. Đó. Ok nha. Kế tiếp là mã D4. Mã D4 là một cây hai khúc luôn. Của hàng Daiwa luôn. Cái này mới mới cái này khá đẹp. 33m1 của Daiwa. Rất là đẹp nha anh em. Khoen Buji Six Long Rider luôn. Rồi, cây này có cân nặng là mã D3 là mã D4 chứ, D4 nặng 431g, ngọn 2.8, giá cũng 1.3 luôn nha. Cái này là của nào đây? Đây qua 30 31. Đó, cái cán nó làm rất là đẹp, chắc chắn nha, cái cán này. Này, bằng nhôm hay inox gì nè. Này đánh là mới tinh nè. Cái này mới tinh nè nha anh em. Cái này rất là mới, khoen xích lá luôn. Đó, giá cũng 1.3. Thì mã 3, mã 4, hai cây này rất là đẹp. Đó mã 5. Mã 5 là một cây lua. Thông số rồi. Đấy, mấy Nhật. Cái này là lua. Không có. Chắc cái này anh Nhật lại lên quá. Mấy dòng này nè em sợ lắm. Trời ơi, cái này quýnh lăng xê ngon nha. Cái này là quýnh lăng xê rất ngon nha, cho anh em chép chòi nha, chòi rô anh em quýnh thẻo, quýnh lăng xê với lại quýnh phao quýnh lưỡi đơn. Thì cái này có chiều dài là như đây, cái này mấy mét ta? Rồi cái này 3m nha anh em. Mã đây 53m. Mã đây 53m. Đó cho anh em bún lăng xê. Anh em cầu rô phi cũng được. Cầu rô phi mình bún thẻo. Đó, giờ mình câu ngâm cũng được nha anh em. Đó, cái này số nó nằm ở đâu ta, chắc nó mờ đúng số hay sao rồi nè. Rồi cái này có độ cứng tầm 53m nha, hai khúc đó. Rồi khoen Buji xám, nặng là nặng 268g, còn 2.7, giá 900k nha. Rồi kế tiếp là mã D6. Mã D6 là một cây rất là đẹp cho anh em vừa chơi vừa sưu tầm nè. Đó, cái cán nó làm rất đẹp không? Đó. Cán rất ngầu của Daiwa nha anh em, khoen Buji Six Long Rider. Ở dàn khoen này, dàn khoen bán này là đủ tiền luôn anh em. Nè. Đó, khoen Six Long Rider. Độ cứng là mấy? Maida 3.3 MLC. Rồi cái này có cân nặng là 304g, ngọn 2.1, giá cũng là 1.3 nha anh em. Đó, cho anh em vừa chơi vừa sưu tầm nè. Đó, anh em nào lấy khoen mua về lấy khoen hay làm những cái làm thêm những cái gì đó thì lấy nha. Cái này về anh em chế cháo rất là ok nha. Mã là mã D6. Cái mã D7. Mã D7 là một cây hai khúc. Ồ, cái này SS là cứng nha anh em. Cứng SS là hơi cứng rồi đó. Rồi, cái này cứng đâu để em coi 3m. Mã D7. Rồi, cứng tầm 80 đến 100 nha anh em. 80 đến 100 nha.
Hunter SS 3m. Lâu lâu có được cây cứng như thế này, thế này nha anh em. Cho anh em con sông hồ ha. Rồi. Cây mã đề 7 này, khoen buji. Khoen buji biển. Ngọn là 3.9. Đây. Hàng đẹp Hunter gì nè. Đó, 3m. Cho anh em câu sông, câu lăng C 3m. Mã đề 7 nặng 399g, ngọn 3.9, giá 950k. Kế tiếp. Ồ, cái này là siêu đẹp luôn nha anh em. Cái này. Đây nè. 3m15h. Này. Cái này có dàn khoen là xích, lá, gold. Đây anh em, dàn khoen vàng nè. Rất là đẹp nha anh em. Độ cứng hắc luôn, độ cứng cao luôn nha anh em. Rồi, 3m15 độ cứng hắc. Misaki, nội địa Nhật. Nặng 492g. Ngọn là mấy ly đây? Ngọn 3 ly 3. Giá là 1.550k nha anh em. Đây, khoen buji xích. Đó. Xích gold. Đây anh em thấy cái dạng xích ngon của người ta rất đẹp nha anh em. Rồi đó, anh em về á, cái này nó bị chị, anh em về nếu mà cần á thì thay chỉ khoen này là rất là dễ làm nha. Đó, về quấn chỉ nữa, quấn chỉ khoen này lại là cái này rất đẹp luôn nha anh em. Cái này mới cáo luôn thôi cũng còn rất đẹp, chỉ bị chỉ hơi bị ố thôi. Cái ba cái vụ này làm với ẹt Việt Nam mình làm hơi bị đẹp á. Rồi nha, mã đề 8 1.550k. Mã đề 9 là một cây hai khúc của carbon Navigato 53m. Cây này có dàn khoen xích lâu xích lá nữa nè. Đó, đẹp không? Độ cứng 53m. Rồi, mã đề 9 nặng 255g, ngọn 2.4, giá 1.3 luôn nha. Cái mã đề 10. Đề 10 là một cây Ryobi, cây này 3m luôn. Khoen buji xích bướm, này là ê, xích bướm phải không? Rồi thử coi. Dạ, khoen buji xích nào. Ê. Khoen gòn thôi nha anh em. Khoen là khoen hạt loi. Dàn khoen hạt loi nha anh em. Xích, đây cửa đường xích, đây là hạt loi. Khoen hạt loi. Đây. Cái này 3m luôn nha anh em. Cái này cho anh em nào câu đấy, anh em câu. Ôi nó sắn hai da sắn nè. Cái này là hai da nha anh em. Cái này cái hai da sắn á. Chìm. Nè, thôi nè. Ryobi 3m. Đấy, bát cũng đẹp nữa, làm cái bát rất thế đẹp kẹp vô nè. Rồi cây này có cân nặng 531g, còn 2.9, giá 900k nha anh em. Khoen bướm, khoen gòn bướm nha anh em. Aloxit mô chè, được cái aloxit mô chè. Rồi, kế tiếp. Nè. Khoen nói gì đây này anh em. Đúng rồi. Kế tiếp là một cây mã D11. Mã D11 với D12 là một cặp nha anh em. Cặp này là cặp săn hàng của Alpha Tucker 3m, cứng tầm 100 nha. Cái này cứng 100, 120 gì đó. 100, 120, 150 gì đó. Khoen buji xích biển nè. Đó, của Alpha Tucker, dòng này là dòng bắt in ra băng nha anh em. Thường thường hàng cái này là hàng nặng để cho anh em câu biển đó. Đó, câu biển anh em mình lấy phô mình làm câu cá tra cũng được nữa. Nha anh em. 3m 2 khúc. Alpha Tucker. Đẹp gì đây? Neptune. Đó, nó quấn cá thu nè. Má cá thu nó quấn.
Đây, alo ship. Nhìn cái alo nó chắc chắn không? Rồi. Mã 11 với mã 12 em được cặp. Em được một cặp nha. Được 2 cây. Đó. Hàng hàng nặng, giá là 1,7 triệu một cây nha anh em. Cái này nó lô hiếm mới được cặp này nè. Đó. Anh em sang hàng. Đó. Giảm bớt 100 đi. Em bán 1,8 triệu mà thôi, em bán 1,7 triệu thôi nha anh em. Cây này một cây xích. Nè. Cây này khoen buji xích trắng và một cây một khoen buji xích đen. Đó nha anh em. Đó, một cặp đó. Đó, cho anh em là săn hàng, cái này cứng nha anh em. Đó, cho anh em cùng cái cha cũng được nữa. 1,7 triệu một cây. Kế tiếp là một cây cùng biển. Cũng đây nè, One Fat Tucker. Cây này là Neptune Kamushi, là chuyên quấn con cá này nè. Con cá này nhìn giống con cá cháp, mà cháp hồng, hồng cháp quá. Hồng cháp, cá hồng cháp lớn nha anh em. Nha. Đó. Bát, trời ơi cái bát của nó. Cái này không biết có ca tháo được cái này không nữa. Tháo được cái này là 3 khúc luôn. Bình thường cái này tháo được cái này nữa là 3 khúc luôn nha anh em. Được rồi. Chắc không được đâu. Đám sịt sờ bà em biết tháo được cái bát này nữa. Nha. Rồi, cái này là mã D13, nặng 661 gram. Còn 2 ly rưỡi, giá 1,1 triệu. Đó. Đó, em thử em tháo thử cái cán này ra thôi, coi thành 3 khúc không nha. Cán này biết tháo được. Thường biển là cán như thế này là tháo được nha anh em. Rồi kế tiếp. À, cái này vàng khoan xích luôn nha anh em. Xích bướm nha anh em. Đó, xích bướm. Kế tiếp là một cây. Đây nè, em có 1, 2, 3, 4 cây như thế này nha. 4 cây như thế này là dòng này là dòng đây qua hơ lóc mà độ cứng nhiêu đây. À đây, thông số nó đây. Độ cứng 3m3, độ cứng V thôi. Nó ghi 3m3 độ cứng V thôi nha anh em. 4 cây. Thì không biết chiều dài nhiêu, như 3m3 hay nhiêu á. À 3m3. 2 cây 3m3, 1 cây 3m. 1 cây 3m. Cái này 3m6 thì phải. Em được bộ 4 cây. Đúng rồi. Cái này cái 36 này không phải. À lộn em lộn. Cái này 3m3 của Daiwa, còn cái này là của thằng Alpha Tucker nha, xin lỗi nha. Cái này là cây Daiwa. Khoen buji xích lá. Đây. Độ cứng là tầm 30 50 gì nha. 3m3 nha anh em. Đó. Mấy cái cây này anh em về chịu khó mà anh em đi chỉ lần cái là bao đẹp luôn thiệt. Đi chỉ khoen hoặc là bao đẹp, mớ cáo lại luôn. Vừa chơi vừa sưu tầm. Đó, mấy cái dòng này mà cho anh em muốn thẻo á, gà biển muốn thẻo. Sướng. Làm thẻo 5 con. 5 con cá cái nục cái gì đó. Rồi, mã D14. 294 gram, ngọn 22, giá 1,1 triệu. Cái giá 1 triệu chứ, em xin lỗi nha. Giá 1 triệu, mã D14 giá 1 triệu nha anh em, khoen buji xích lá. Giá của em là hơi rẻ so với thị trường rồi đó. Kế tiếp mã D15. D15 em được 3 cây. Đây. D15 là một cây. Mình in ra bằng luôn anh em thấy không? Cái này là V2. Lu qua tết của Alpha Tucker nè. Cái bát này đang bị tan nè, phải không anh em? À em quấn nè, em về nó cho anh em coi.
rồi nào rồi sơ rồi nào rồi lát bóng lưỡng à, nếu mà em chịu đánh ngon ngon đánh em vệ sinh lát nó bóng lưỡng nha anh em, này nó hơi dính hơi lâu nè, nó ra ten nè, cạo nó ra nè, đó, anh em thấy không, sức quá chất nó vô là tạo nó ra nè, đó, lát lên nó bóng lưỡng à. Rồi cây mã D15 này là cứng, độ dài là 3 mét nha anh em, độ dài là 3 mét, mắt in ra băng, độ cứng V2 thì 80-80 gì đó nha, khoen buji xích lá được hai cây và một cây là 3,3 m. Đó, cho anh em là vừa chơi vừa sưu tầm, giá chịu 250 nha, giá chịu 250. Đó, cho anh em câu biển nè, mấy cái này quấn ngọn này rất là nhảy cá nha anh em. Đó, hai cây giá chịu 250, mã D16 cũng vậy luôn, chịu 250 luôn, xuống giá hết 3 mét nha. V2 mắt in ra băng 3,3 m chứ, D16 là 3,3 m nha. Còn D17 là 3,6 m. Đúng rồi, 3,3 m, 3 m, 3,3 m, 3,6 m, em được bộ 3 luôn nha. 1 chiều 250, cây 3,6 m là chiều 350 nha. Nè, 3 cây nha anh em, 3 cây, 3 cây này nè, 3,3 m, 3 m nè, 3,3 m, 3,6 m, 3 cây nha anh em. Anh em lấy này, nguyên bộ sưu tập của nó luôn á, để là rất là đẹp nha, để là rất là đẹp, vừa chơi vừa sưu tầm. Kế tiếp 15 16 17 đó, tới kết mã 18 là một cây 3,3 m Seabass cho anh em lua, này là quấn cái Seabass nha, 1/2 UZ 40-50 g nha, 8-20 level, 3,3 m 2 khúc. Đó, này cho anh em cá lóc cũng được nha anh em, này câu cá lóc cũng được, lóc chẻm gì cũng được, khoen bướm đó, 3,3 m. Rồi cây này nặng 396 g, ngọn 3 ly, giá chịu 250, mã là mã D18 đây, 3,3 m khoen, liệu là carbon. Kế tiếp cây 3,3 m nữa, mã 19, cây này có thông số là 5-40 g, 8-25 level của AB Besso của Korea, khoen buji này, khoen buji xám cho anh em nào câu cá lóc luôn nha, chèm lóc được 40 g. Đó, đóng cá anh em bún địa hình rồi nha, 3,3 m để lấy thô chế làm gì làm đó. Rồi cây này mã D19 nặng 268 g, ngọn 2 ly, giá 1,1 triệu đây, D19. À, cái khoen này nó có quấn lại nha, nhật nó quấn lại nè, anh em về quấn lại khoen này không em nha. Đó, quấn khoen lại đậu bu xích mô chè nha anh em, nó bị cái khoen này thôi. Đó, nó quấn vậy đó. Kế tiếp mã D20 và mã D21. Mã D20, D21 là một cặp nha, cắm gốc nha, 50-2,1 m. Đó, khoen buji hãng, ngọn đặc, ngọn carbon đặc nha, cho anh em câu dít với lại câu ngâm. Đó, dít ngâm với lại câu đáy đồ đó. Cái này cho anh em ở Nha Trang câu rạn đồ rất là ok nha. Đây. Hoa văn quấn chỉ hoa văn rất là đẹp nha anh em. Đó, một em được 2 cây, giá của cây này là 850 ngàn một cây nha, nặng 292 g, còn 2 ly 7, giá 850 ngàn, mã 20-21. Tới mã 22 là một cây, cây này á em không biết nó làm gì nữa, một khúc một đó cắm gốc vậy nha, mà cái ngọn này ngọn sạch thi tinh đặc nha anh em, ngọn này ả lắm nè anh em, về đấy ngọn này mà chế cháo gì rất là ngon nha anh em, khoái cái ngọn này ghê. Này đó, ngon này là ngon carbon đặc mới ghê chứ, à, ngọn kinh hồn cái ngọn. Thôi em bán ngọn không nha, cái này là mã D22 nặng 343 g, ngọn 2 ly 3, 450 g, cho anh em câu xích câu đáy gì đó lấy cái này, là lấy ngọn này làm nha.
Đó, cho anh em chế cháo lấy cái ngọn này làm gì làm. Siêu cứng. Ngọn này quấn khi nào gãy ta. Nha, đây 2m1. Tới kế tiếp là mã 23. Mã 23 là một cây 2 khúc 50-24 của hàng Suyumi phải không? Đúng rồi, Suyumi. Cây này rất là đẹp nha anh em mới tin. Rồi, nặng 371g, gọn 26. Giá 1 triệu. Giá 1 triệu nha anh em. Giá 1 triệu đi, bán nhanh. Còn lại đó 1 triệu cho anh em. Kế tiếp là mã 24, 23 tới mã 24. 24 là một cây 3 khúc cho anh em câu lục nha. Lục nha. Rồi cái này cứng C. Rồi cái này có chiều dài là 4m20, độ cứng S của Ryobi Deluxe, khoen buji phát quang. Đây, chất liệu là carbon 3 khúc. Rồi cái này là nặng 667g, ngọn 29 cho anh em cô lục nè. Nha anh em cô lục chưa hạ bát. Đó, giá 1,5 triệu nha anh em, giá 1,5 triệu thôi. Đó, em xuống giá cho anh em khỏi trả giá luôn. Anh em khỏi trả giá, ngọn 2D9. Đó, 1,5 triệu, quá rẻ luôn. Rồi, anh em nào mua hàng xin liên hệ trực tiếp số điện thoại 0907 01 0129 giúp em nha. Em tên Hoàng, cảm ơn anh em một thủ nhiều.